Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Phụ Nữ Quyền Năng. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền rất là hân hạnh được trò chuyện cũng như giới thiệu đến quý vị khán giả Hoa hậu Hương Giang. Xin chào chị Mai Thu Huyền và xin chào các bạn khán giả của Phụ Nữ Quyền Năng. Hoa hậu Hương Giang, người đẹp đến từ vùng đất Hải Dương, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau đó tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009 tổ chức tại Mỹ và đăng quang ngôi vị Á hậu 2. Cùng năm đó, cô tiếp tục chinh chiến đấu trường nhan sắc quốc tế với cuộc thi Miss World, đạt thành tích top 16 chung cuộc, đặc biệt được khán giả nhắc đến nhiều với các danh hiệu như top 3 đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 gương mặt của năm. Sau đó, Hương Giang còn có tên trong top 10 hoa hậu của các hoa hậu và Miss Grand Slam Asia, hoa hậu đẹp nhất châu Á năm 2009 do trang Global Beauty bình chọn. Đặc biệt, sau những kinh nghiệm cũng như thành tích đã đạt được, hoa hậu Hương Giang đã trở lại với vai trò ban giám khảo trong cuộc thi nhan sắc uy tín tại Việt Nam. Đã lâu lắm rồi hai chị em mới có dịp gặp lại nhau để có thể trò chuyện như thế này đúng không? Khán giả nhớ đến hình ảnh của Hương Giang thì người ta sẽ hình dung đến hình ảnh của một cô hoa hậu rất là xinh đẹp. Và có thể nói là Giang đã tham gia rất là nhiều những cái cuộc thi hoa hậu, đạt được nhiều những cái giải thưởng khác nhau. Nhưng mà có lẽ là một cái danh hiệu Mai Thu Huyền nghĩ là Hương Giang cũng như là những người phụ nữ Việt Nam sẽ rất là tự hào khi mà bạn được bình chọn là Miss Grand Slam châu Á, người đẹp nhất châu Á đúng không ạ? Vậy thì khi mà nhận những cái danh hiệu như vậy cũng như là tham gia những cuộc thi cọ sát với cả các bạn bè quốc tế thì Giang cảm thấy như thế nào? Nếu mà chị Mai Thu Huyền có thể biết về Giang từ trước thì Giang tham gia khá nhiều cuộc thi sắc đẹp. Và thực ra em chia sẻ thật là lý do đầu tiên tới với một cuộc thi sắc đẹp là bởi vì em sẽ được đi máy bay. Bây giờ nghĩ lại thì em thấy là với những cái cuộc thi mà em tham gia thì em đều lựa chọn bởi vì nó sẽ mang lại một cái điều gì đó mới cho cuộc sống của mình. Có thể em không thuộc tuýp người mà thích một cuộc sống bình bình yên yên lặng lẽ trôi qua. Em thích khám phá và em thích thử thách bản thân. Thì với các cuộc thi như là Hoa hậu Phụ nữ hay là Hoa hậu Việt Nam toàn cầu và với cuộc thi lớn nhất đó là Hoa hậu Thế giới thì em nghĩ là mình đã cố gắng hết bản thân mình trong thời điểm đó. Do vậy khi mà mình nhìn lại thì mình không có bị hối tiếc rằng là giá như là mình cố thêm một xíu nữa thì là em không bị tình trạng đó. Và cho tới bây giờ cũng vậy, em nghĩ là khi mà mình làm một điều gì đó và mình cố gắng hết sức của mình tại thời điểm đó thì về sau mình sẽ không có thấy hối tiếc nữa. Nhưng cái cuộc thi ở nước ngoài thì khi mà một cái người mình lúc đó mình gọi là đại diện nhan sắc Việt Nam và đặc biệt là những cái cuộc thi lớn như là Miss World thì chắc chắn là Giang sẽ phải có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho những cái cuộc thi này đúng không? Dạ chắc chắn rồi, tại vì khi tới với Hoa hậu Thế giới thì lúc đó mọi người thường như mọi người sẽ không biết tên của mình là ai mà mọi người sẽ chỉ gọi là Việt Nam theo cái giải sash mà mình mang theo. Và cuộc thi năm đó của em là có 112 thí sinh. Lúc đó em nghĩ rằng nếu như mà mình chỉ có một người chiến thắng thì chẳng lẽ là 111 người còn lại sẽ quay lại với tư tưởng tôi là người thất bại. Thế em thấy nó phí lắm. Tại mình dành ra 5 tuần với rất là nhiều hoạt động, mình đã cố gắng và với cả sự chuẩn bị rất là chu đáo của ekip nữa. Thay vì như vậy mình cứ nghĩ rằng đây là một cơ hội mà mình có thể kết bạn, để mình có thể mang một cái hình ảnh Việt Nam tươi trẻ, rất là thân thiện, rất hiếu khách, thay vì chỉ việc chăm chăm vào vương miện. Thì em nghĩ có thể là ban giám khảo nhìn thấy được cái tinh thần đó của mình. Do đây vậy mọi người cũng sẽ đánh giá cao hơn. Và sau cuộc thi thì em vẫn có rất là nhiều bạn bè mà vẫn giữ kết nối cho tới tận bây giờ. Và em nghĩ đó là cái thành công của mình sau cuộc thi. Hoa hậu Hương Giang thu hút người đối diện không phải bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, mà điều giúp cô luôn toát ra vẻ ngoài cuốn hút chính là sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực mà cô mang đến. Khi đã chứng minh được bản thân từ những danh hiệu cao quý, cô đã biết cách tận dụng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi những tổ chức, đơn vị có cùng trái tim ấm áp với mình, không ngừng hoạt động thiện nguyện, đem đến niềm vui, sự hạnh phúc cho những người có số phận kém may mắn hơn mình. Và dù có bận rộn bởi lịch trình dày đặc và nhiều vai trò đảm nhận, nhưng nguồn năng lượng yêu thương trong cô vẫn chưa bao giờ cạn kiệt. Khi Hoa hậu Hương Giang còn có thời gian để vung vén, chăm sóc gia đình nhỏ của mình, làm tròn cả hai trách nhiệm, là một hậu phương vững chãi, nhưng cô vẫn chính là người bạn đồng hành với chồng mình ở tiền phương. Và bây giờ thì mọi người còn nhìn thấy Giang ở một cái vai trò cao hơn nữa, đó là ban giám khảo trong những cuộc thi nhan sắc, gần đây nhất là cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Vậy thì khi mà được nhận lời mời vào cái vai trò ban giám khảo như vậy thì Giang sẽ chuẩn bị những cái hành trang gì cho mình? Đây là lần thứ 3 mà em đồng hành cùng với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam với vai trò là ban giám khảo.
từ năm 2015-17 và đến nay là năm 2019. Thì với tiêu chí của Hoa hậu Hoàn Vũ nó sẽ hơi khác hơn so với các cuộc thi khác. Phải là một cô hoa hậu mà thực sự truyền cảm hứng được cho mọi người. Và nó làm em nhớ tới một trường hợp rất là thành công là với Hoa hậu Henier. Em vẫn nhớ hoài khi mà cái vòng sơ khảo Hen bước vào và kể câu chuyện về cuộc đời của bạn ấy với một tinh thần lạc quan về những công việc mà bạn ấy làm thêm, ví dụ như là gia sư hay là lau dọn nhà cửa, mà bạn ấy làm với lòng biết ơn vì đó là công việc bạn ấy được làm. Và đó là điều mà làm cho tất cả ban giám khảo đều quá thích. Tại vì giữa bao nhiêu cô gái vẫn còn đang xoay quanh bản thân mình thì một cô gái biết trân trọng cuộc sống và biết suy nghĩ tích cực, nó thực sự truyền cảm hứng tới với người khác. Và đó là lý do mà tại sao cho tới tận bây giờ sau 3 mùa thì em vẫn đồng hành cùng với Hoa hậu Hoàn Vũ. Vì em tin rằng nếu như chúng ta có thể lựa chọn ra những người phụ nữ hiện đại, giống như tên của chương trình là những người phụ nữ quyền năng, thì đó là những người hoàn toàn có thể truyền cảm hứng tốt đẹp hơn với cộng đồng, với những bạn trẻ khác. Quay trở lại với câu chuyện mà Hương Giang làm giám khảo, thì cũng có một số những bạn Mai Tuyền đọc ở trên mạng này, thì mọi người cũng nhận xét là sao Hương Giang khó tính đấy, mà tại sao bạn ấy cũng đã từng là thí sinh, tại sao bạn ấy lại khắt khe với các thí sinh như vậy? Biết là cái ý kiến đó làm cho Giang cảm thấy như thế nào? Thực sự trong dàn giám khảo thì năm nào em cũng được mệnh danh là một trong những người khó tính. Tại vì em cảm thấy mình có kinh nghiệm và mình có thể truyền được cái kinh nghiệm đó cho các bạn trẻ. Các bạn đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Bởi vì em nghĩ là các bạn khi mà tới với cuộc thi đã đều là những cô gái rất xinh đẹp. Nếu như các bạn có thêm được bản lĩnh, các bạn được rèn luyện thêm thì chắc chắn các bạn sẽ được tỏa sáng. Dù có được giải cao ở cuộc thi hay không thì những cái kinh nghiệm được học từ các cuộc thi như vậy nó cũng sẽ làm cho các bạn chín chắn hơn rất nhiều lần. Và đó lý do mà tại sao em luôn luôn khó tính. Bởi vì em kỳ vọng nhiều hơn ở các bạn và em hy vọng là các bạn sẽ học được từ những điều đó. Và rất là may là mặc dù mình chỉ khó tính trong cuộc thi thôi, nhưng mà sau cuộc thi mà các bạn gặp lại thì các bạn cũng đều nói là à thì em có một chút ảnh hưởng nào đó từ chị, em học được cái này, học được cái kia. Và nhất là cái quan niệm sống tích cực, thì em nghĩ đấy cũng là một điều mà mình thành công, mặc dù mình hơi bị kêu là khó tính một xíu. Nhưng mà chị nghĩ là những cái kinh nghiệm của cái người đi trước á, nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho những cái bạn trẻ. Bởi vì rõ ràng khi mà các bạn đang ở một vai trò thí sinh. Thế còn với công việc thì Mai Thu Huyền trước đây thì biết là Giang đã từng có một công ty truyền thông đúng không? Vậy thì bây giờ không biết là công ty còn đang hoạt động không? Công ty của em hoạt động được hơn 3 năm. Sau đó thì em theo chồng qua Campuchia và sau đó là qua Trung Quốc, cho nên đã dừng lại hoạt động của công ty. Hiện tại thì em đang làm cho một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Mỹ, chuyên phẫu thuật cho các bé bị hở môi, hở hàm ếch. Đây là mấy công việc mà em cũng gắn bó từ rất là lâu, cũng được 10 năm. Cả trước với đây vai trò là đại sứ. Đại sứ đúng không? Dạ, bây giờ thì ở trong văn phòng để làm quản lý phát triển. Đây là một tổ chức của Mỹ và hoạt động ở rất là nhiều nước khác nhau. Với những nước còn khó khăn quá thì sẽ có những đoàn bác sĩ nước ngoài tới để mổ. Còn ở Việt Nam thì hiện tại thì đa phần là các bác sĩ Việt Nam và tất cả các bác sĩ, y tá hay là các tình nguyện viên khác đều là tình nguyện viên của chương trình. Có những bác sĩ thì mỗi tháng sẽ dành ra 4 đến 5 ngày để mổ. Thì đó là những điều mà em cảm thấy mình rất là trân trọng khi mà được tham gia vào một góp một cái phần nhỏ vào công việc của tổ chức. Thì năm nay cũng là năm mà Operation Smile kỷ niệm 30 năm ở Việt Nam. Và cho tới bây giờ thì đã mổ được hơn 59.000 ca. Nó là một con số rất là khổng lồ. Và em nghĩ là sẽ không có một cá nhân nào mà có thể làm được. Tất cả cái kết quả đó đều là do tất cả mọi người cùng chung tay, mỗi người góp một chút để cùng tạo ra một cái kết quả rất là diệu kỳ như thế. Chị theo dõi thì chị thấy là Giang không chỉ có những cái hoạt động của bên phẫu thuật nụ cười mà còn tham gia rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện khác. Từ khi mà mình đạt được cái danh hiệu thì mình sẽ có cơ hội nhiều hơn để tham gia những hoạt động thiện nguyện. Vậy thì khi mà tham gia những cái hoạt động như thế, khi mà chứng kiến được gặp gỡ nhiều những cái hoàn cảnh như thế, thì có một cái trường hợp nào mà gây lại những cái ấn tượng rất là đặc biệt đối với Giang không? Thực ra em nghĩ là cái quan điểm sống của mình nó thay đổi rất là nhiều khi mà em tham gia vào các chương trình xã hội. Từ trước đến nay thì em xác định rất là rõ là em thích làm với trẻ con, tại vì mình rất rất yêu trẻ con. Và mình theo các cái tổ chức mà nó thực sự chuyên nghiệp, thực sự bài bản, tại vì họ có thể đi được đường dài. Thì có hai tổ chức, đấy là Ước mơ của Thúy của bên báo Tuổi Trẻ hỗ trợ cho các bé bệnh nhi bị ung thư. Thì khi mà tham gia với các bé bệnh nhi bị ung thư thực sự là rất thương, tại vì các bé đều nhỏ lắm, có những bé chỉ 2-3 tuổi mà đã phải cạo đầu, phải truyền hóa chất, phải rất là đau đớn ở trong bệnh viện ung bướu. Thì từ lúc đó nó làm em thay đổi suy nghĩ và em thấy quý trọng hơn từng ngày mình được sống. Mỗi một công việc mình làm, với mỗi ngày mình được sống, mình được gặp, mình được chơi, mình được
đi có khi là nó cũng rất là vất vả. Nhưng mà mình thấy may mắn là ngày hôm nay mình vẫn còn ở đây, mình vẫn có gia đình ở xung quanh và vẫn có con, mình vẫn có bạn bè. Đó là điều mà em cảm thấy mình học được nhiều nhất, là mình cảm thấy biết ơn. Và với tổ chức thứ hai là tổ chức phẫu thuật nụ cười, như em vừa chia sẻ là cũng gắn bó được 10 năm. Với các bé mà bị sứt môi hở hàm ếch thì bé gặp rất là nhiều khó khăn, nó không chỉ về mặt thẩm mỹ mà nó về mặt sức khỏe nữa. Thì từ đó mình mới thấy là mình may mắn quá, mình có được một ngoại hình xinh đẹp, mình được học hành, thì mình thấy là mình biết ơn với cuộc sống này và từ đó mình biết trân trọng hơn. Có thể nói những cái con đường của Giang trải qua, những cái thành công của Giang trải qua có vẻ như là trải hoa hồng đúng không? Bởi vì thấy không có scandal, không bị những cái tai tiếng và cứ cái danh hiệu sau thì lại cao hơn những cái danh hiệu trước. Vậy thì trong suốt những cái quá trình từ lúc mà mình lập nghiệp đến bây giờ thì có khi nào mà Giang cảm thấy mình là những cái lúc mà mình cảm thấy gặp khó khăn nhất? Có bao giờ bị cái cảm giác như vậy chưa? Khi mà em đi làm giám khảo có Hoàn Vũ ấy, mà những bạn nào mà kể những câu chuyện về khó khăn, về thất bại, về gia đình ly hôn này nọ, thì em bảo lại thêm một mảnh đời của Huệ. Thực ra nó một cách nói vui thôi. Cùng một câu chuyện sẽ có hai góc nhìn khác nhau. Đến bây giờ em nhìn lại thì em rất là thấy mình may mắn vì mẹ em là một người rất tích cực. Cho nên cái cách mà mẹ em dạy hai chị em lớn lên cũng rất là tích cực. Khó khăn thì chắc chắn là có. Như chị Mai Thu Huyền cũng biết là bao nhiêu năm làm việc thì trong công việc, trong công ty hay là khi mà mình tham gia các hoạt động xã hội có rất nhiều khó khăn. Tùy theo cái cách mà mình nhìn như thế nào thôi. Và với bản thân em thì em luôn nghĩ là mình đang học một bài học. Và khi mà mình nhìn vào thất bại này thì mình có thể học được cái gì từ đó. Hồi đó em làm công ty về event, sẽ có những chương trình rất là thành công, khách hàng ra bắt tay chúc mừng. Nhưng mà cũng có những chương trình nó không được thành công cho lắm và khách hàng cũng trách chứ. Lúc đó thì mình cũng sẽ buồn là chắc chắn. Nhưng mà nó cũng là cách để mình nhìn lại đội ngũ của mình cần cái gì để phát huy hơn. Thường em ít gọi nó là khó khăn lắm. Em hay để nó qua rất là nhanh và mình cũng là một người sống tích cực. Cho nên mình không có bị nó níu giữ lại rất là lâu. Đây là một cái người mà có tư duy tích cực đúng không? Để chúng ta nhìn cùng một cái sự vật hiện tượng đấy nhưng mà sẽ có những cái góc nhìn khác nhau. Cái giai đoạn mà Hương Giang lập gia đình á, thì lúc ý là bạn là đang trên đỉnh cao sự nghiệp đấy, rất là tỏa sáng đúng không? Mà lập gia đình ở một cái độ tuổi cũng còn khá là trẻ. Vậy thì có bao giờ Hương Giang cảm thấy tiếc nuối vì mình đã lỡ là lập gia đình như vậy thì mình sẽ phải hy sinh. Nếu chưa lập gia đình, khi mà mình nổi tiếng hơn thì sao? Được nhiều người biết đến hơn thì sao? Thì Hương Giang có bao giờ cảm thấy nuối tiếc về điều đấy không? Thực ra khi em cưới thì mọi người rất là bất ngờ. Tại vì trước đến giờ mình cũng không có công khai bạn trai. Và nhất là lại lấy một người nước ngoài nữa. Lúc đó thì em cũng vừa mới tốt nghiệp thôi. Nhưng mà thực ra thì tụi em đã quen nhau 2 năm trước khi cưới. Và sau khi cưới thì hai vợ chồng cũng có thỏa thuận với nhau là anh ấy cho em thêm 2 năm nữa để phát triển công việc, để được ở lại Việt Nam. Và sau đó thì sau 2 năm thì em sẽ theo anh ấy. Thì em nghĩ là hai vợ chồng đều có một sự đồng thuận về phát triển công việc. Sẽ có những lúc mà em ở lại Việt Nam thì chồng em ủng hộ. Và sau đó khi mà em theo chồng qua nước ngoài thì em sẽ ở nhà chăm sóc con để cho anh ấy phát triển công việc. Hai vợ chồng sẽ phải trao đổi trước với nhau. Và cuộc hôn nhân nào thì cũng sẽ có những lúc này lúc kia. Nhưng miễn sao hai vợ chồng vẫn còn giữ được sự trao đổi thì nó cũng sẽ đều ổn thôi ạ. Nhưng mà lý do tại sao mình lại chọn một người nước ngoài đó? Có thể chia sẻ một chút xíu, bị bật mí một chút xíu về cái cơ duyên hai người gặp nhau như thế nào không? Tụi em gặp nhau ở hiệu sách. Thì khi đó ở Sài Gòn Center có một hiệu sách Phương Nam. Thì em vào đó mua sách. Em nhớ là ngày hôm đấy thì em vừa mới đi học về. Năm em vẫn còn là sinh viên của khoa báo chí trường Nhân Văn. Em nhớ là em vẫn còn mặc áo phông, mặc một cái quần jean rách rách, đeo một cái túi sinh viên mà, đeo một cái túi 50 ngàn à. Anh thấy cô ấy đẹp quá, sinh viên mà xinh quá. Chồng em thì đi mua cà phê để mang về Trung Quốc tặng mọi người ở siêu thị ngay bên cạnh và anh ấy đi theo. Về sau thì chàng mới khai là chàng đã đi theo. Thì em cũng chưa bao giờ trả lời lại một người mà bắt chuyện mình trên đường. Mà cũng có thể do vợ chồng làm duyên số. Thì sau đó tụi em giữ liên lạc qua email. Và dần dần thì thấy ổn ổn, bắt đầu có thể tin tưởng được thì mới gặp nhau lại bên ngoài. Và nó cũng là một cái duyên. Sau đó thì 2 năm thì tụi em cưới. Có lẽ là nếu như mà để nói câu chuyện về tình yêu, nhất là giữa hai người phụ nữ mà tâm tư về gia đình, tình cảm này thì chị nghĩ là nó sẽ không bao giờ là đủ hết. Cho nên là bây giờ thì Mai Thu Huyền muốn mời Hương Giang sẽ bước sang căn phòng thứ hai để có một cái trải nghiệm mới mẻ hơn. Sau đó chị em mình lại tiếp tục gặp nhau và hàn huyên chia sẻ về câu chuyện trong cuộc sống và gia đình nhé. Căn phòng này là sao hả chị? Nghe thấy có vẻ bí ẩn. Sẽ rất nhiều điều thú vị chờ đón em ở căn phòng đó. Mời em.
Xin chào mừng Hoa hậu Hương Giang đến với phòng Thanh Hỏi và tôi là Mr. Hỏi. Xin chào anh Mr. Hỏi. Anh làm em hơi hồi hộp. Lâu lắm rồi mới có một người bí ẩn như thế này ạ. Bạn đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi của chương trình chưa? Em sẵn sàng. Bạn là người đã đạt được nhiều cái danh hiệu về sắc đẹp, tự nhận mình là một giám khảo khó tính. Bạn hay thích dùng cụm từ người truyền cảm hứng. Vậy bạn có phải là một người truyền cảm hứng không? Em tự thấy mình cũng là một người truyền cảm hứng, bởi vì em là một người sống rất là tích cực và em luôn luôn nhìn sự việc theo một cái hướng tích cực nhiều hơn, và hy vọng rằng cũng sẽ ở đâu đó thông qua những chương trình như thế này chẳng hạn, cũng có một bạn nào đó cũng có thể được nghe và các bạn ấy cũng sẽ được có một cái năng lượng nào đó tốt hơn và có những cái suy nghĩ gợi mở hơn trong cuộc sống của bạn ấy. Nếu có một sự lựa chọn, bạn sẽ là một người đẹp nhưng không có tài năng, hoặc là bạn là một người phụ nữ xấu nhưng lại có tài năng, thì bạn sẽ chọn phần nào? Thực ra khó quá, tại vì rõ ràng em thấy hai việc đấy nó cũng không mâu thuẫn với nhau. Nếu như mà mình có tài năng, mình có thể học được cách làm cho mình trở nên đẹp hơn, thì đấy là một việc hoàn toàn có thể. Còn nếu như mình đẹp rồi, thì mình có thể xem là dựa trên cái sắc đẹp đó, mình có thể làm gì để phát huy hơn vẻ đẹp của mình. Em nghĩ nó không mâu thuẫn lắm đâu ạ. Nếu mà anh phải lựa chọn giữa sắc đẹp và tài năng, thì anh sẽ chọn cái gì ạ? Cái gì mà mang điều hưởng lợi cho mình nhiều nhất thì tôi sẽ chọn điều đó. Dạ đúng rồi. Tất nhiên là khi mà với chị Thủy đặt hỏi một câu hỏi ngược trở lại, nếu mà em được sinh ra thì em muốn em là như người như thế nào? Em rất ít khi đặt giả thiết nếu như thuộc thì quá khứ. Tại vì như hiện tại thì em rất là hài lòng với những gì em có. Có thể có những người chê là em có điểm này điểm kia chưa hoàn thiện, nhưng mà em thấy rất là may mắn vì mình đã được sinh ra một cách hoàn hảo và mình được sống trong một gia đình bố mẹ yêu thương mình. Mặc dù nó có còn gia đình đó có hạnh phúc hay không, nhưng mà bố mẹ đều yêu thương mình, và em thấy như vậy là mình đã rất là may mắn rồi. Để có một cái lời khuyên cho các bạn gái có những cái ước mơ để bước vào con đường của các cuộc thi nhan sắc, em có lời khuyên như thế nào? Ở trên cương vị là một người giám khảo thì em sẽ đánh giá rất cao một cô gái biết chăm chút cho bản thân mình, không chỉ về mặt bề ngoài làm cho mình ngày càng đẹp hơn, mà một cô gái phải có lối sống tích cực và cô ấy biết chia sẻ với những người xung quanh. Nếu như một cô gái suốt ngày chỉ biết chỉ nghĩ về bản thân mình thôi thì cô ấy sẽ rất là nhiều lúc cảm thấy rất là bế tắc, không tự tin. Nhưng mà nếu như một cô gái mà biết nghĩ tới những người xung quanh và hy vọng từ các cuộc thi nhan sắc mình có thể cất được tiếng nói và mình có thể làm được nhiều điều hơn cho cộng đồng, thì đó sẽ là một cô gái mà ban giám khảo sẽ lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những quan điểm của mình với phòng Thanh Hỏi cũng như là của chương trình. Và tiếp theo, mời bạn đến với phòng Thanh Huyền. Xin cảm ơn Mr. Hỏi. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái câu chuyện một cái căn phòng thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Hai chị em lại tiếp tục tâm tình nhé. Có một cái điều mà Mai Thu Huyền thấy là bây giờ hiện nay đang có rất nhiều những cái cuộc thi nhan sắc, có rất là nhiều những cái bạn trẻ đẹp, sắc sảo. Có bao giờ Hương Giang lo lắng hoặc là buồn bởi vì là hình ảnh Hoa hậu Hương Giang sẽ bị lu mờ đi, không được bằng những cái bạn trẻ hiện nay không? Rõ ràng không chỉ là em đâu, mà em nghĩ là chắc là ai cũng sẽ phải có nỗi lo đó thôi, khi mà thấy mà thời gian thì cứ vụt mà trôi, và trong khi đó thì thanh xuân của mình không thể níu lại được mãi. Giống như bây giờ thôi, nhìn cái ánh mắt của mình so với một bạn tuổi 20, cái sự trong trẻo trong ánh mắt nó cũng sẽ không thể nào còn được như thế. Mình đã có cái sự đằm thắm hơn và sự chững chạc hơn của người phụ nữ. Và nói tiếc thì sẽ chắc chắn là phải tiếc chứ. Tại vì rõ ràng cái thời thanh xuân của mình nó đang tươi trẻ như vậy. Nhưng mà nếu mà nói để muốn quay lại hay không thì em nghĩ là không. Tại vì mỗi một cái chặng đường mà mình đi qua thì nó là những cái trải nghiệm mà mình không thể nào có lại được nữa. Và cái con người của mình hiện tại là cái con người mà mình đang được yêu thương, và mình cũng đang yêu thương mọi người. Và em nghĩ là mình không muốn quay trở lại và cũng không cảm thấy nuối tiếc về cái thời thanh xuân nữa. Với cả hiện tại thì em thấy là phụ nữ rất là giỏi để giữ gìn sắc đẹp. Ngày hôm nay gặp lại chị Huyền thôi mà sau cả chục năm mình bảo là thôi sao chị em mình vẫn trẻ như thế. Khi mà chúng ta trẻ thì chúng ta sẽ muốn làm những cái việc mà mình thích. Nhưng khi chúng ta ở cái độ tuổi trưởng thành thì người ta sẽ làm những cái việc mà mình cần. Thế thì không biết là quan điểm của Hương Giang, bạn đang thấy bạn ở cái giai đoạn nào? Bạn làm những việc bạn muốn hay là bạn sẽ làm những việc bạn cần? Em nghĩ tuổi trẻ có một thứ, đó là lòng dũng cảm. Khi mà mình còn trẻ mình không có sợ gì hết, và mình nghĩ là mình còn trẻ mà, mình có quyền mình làm được.
Và đó cũng là lúc mà chúng ta có thể bứt ra được cái vòng an toàn của bản thân mình để thử những cái điều khác nhau. Còn tới sẽ có những thời điểm mà chúng ta sẽ có những việc cần phải làm dù mình có thích hay không. Thì em chỉ có suy nghĩ rằng nếu như mà mình không thích mà mình vẫn bắt buộc thì thôi ráng học để cho thích. Mình sẽ phải tìm ra xem là trong cái đó mình sẽ có cái gì mà mình có thể tìm thấy niềm yêu thích của mình trong đó để làm. Ví dụ như là có những lúc mà em theo chồng ra nước ngoài, cuộc sống nó rất là êm đềm, rất là bình yên, nhưng mà nó cũng sẽ rất buồn tại vì mình không được đi làm, mình sẽ không được gặp gỡ nhiều người giống như là cuộc sống sôi động ở Sài Gòn. Thì lúc đó bắt buộc mình phải tìm ra cái gì mà mình thích. Ví dụ như là mình sẽ được gần với thiên nhiên nhiều hơn so với lúc ở Sài Gòn. Mình sẽ được đi leo núi, là những thứ mà mình chẳng bao giờ mình được làm cả. Thì rõ ràng là đôi khi chúng ta phải lựa chọn và phải tìm ra được cái điểm nào mình thích trong những cái việc mình cần phải làm. Là một trong những hoa hậu nói không với tai tiếng, Hoa hậu Hương Giang luôn giữ cho mình một trái tim ấm và những tư tưởng hiện đại, cởi mở trong suy nghĩ, nhưng cũng không kém phần sâu sắc và nhân văn. Chính vì vậy, chưa bao giờ cô khiến những người yêu thương và hâm mộ mình phải lo lắng hay thất vọng. Tin chắc rằng, với tất cả những gì đã và đang thể hiện, thì trên con đường phía trước, cuộc sống của Hoa hậu Hương Giang sẽ luôn rực rỡ và cô sẽ luôn là một trong những người đem đến câu chuyện đầy cảm hứng cũng như những nguồn năng lượng tích cực giúp cho nhiều người phụ nữ khác có động lực vươn lên. Lại nói về cái câu chuyện cuộc sống gia đình thì thực ra là trong cái cuộc sống gia đình thì sẽ hai cá thể mà, đúng không? Khi mà hợp vào với nhau thì kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra, không vấn đề này thì cũng những cái vấn đề kia. Mà đôi khi là những cái người cùng ngôn ngữ với nhau có thể tranh luận được, có thể chia sẻ được. Nhưng mà người nước ngoài dù sao dù Giang cũng có thể học giỏi tiếng Trung Quốc, hay là hai vợ chồng có thể nói bằng tiếng Anh ngôn ngữ thứ ba, hoặc là anh cũng có thể nói tiếng Việt, nhưng mà chị nghĩ là sẽ chắc chắn là rất là khó, không hề đơn giản. Vậy thì nhưng mà các bạn cũng đã giữ được một cái mối quan hệ cũng gọi là khá là hạnh phúc dài lâu rồi đó. Thì những cái rào cản nào, những cái khó khăn nào mà hai vợ chồng cùng sẽ phải vượt qua? Thực ra em nghĩ ngôn ngữ nó sẽ chỉ là một phần thôi, tại vì ngôn ngữ nó thể hiện cái suy nghĩ cũng như cái tư duy của mình. Do vậy khi mà hai vợ chồng em giao tiếp bằng tiếng Anh thì ngôn ngữ nó không phải là rào cản nữa. Mà sự khác biệt nó, nếu mà có, thì nó tới từ cái tư duy cũng như là cái suy nghĩ riêng khác nhau. Chắc chắn là nó sẽ phải khác. Chẳng có ai mà có suy nghĩ có thể đồng thuận được trong tất cả mọi thứ được. Huống hồ dù mình là cùng một dân tộc, mình có thể, mà thậm chí kể cả cùng một thành phố đi chăng nữa, lớn lên với hai gia đình khác nhau, văn hóa khác nhau, nó cũng đã khác biệt rồi. Và với vợ chồng em thì tụi em lựa chọn làm cách sống chung trước khi kết hôn. Tức là sống thử. Bạn sống thử. Thực ra em nghĩ là em không đồng tình lắm với từ sống thử. Tại vì ở trong tiếng Anh có một từ dùng từ partner về đối tác. Khi mà họ nói tới vợ, chồng hoặc là người yêu thì họ coi đó là một người partner, một người đối tác của mình để cùng xây dựng cuộc sống. Và partner đó có thể là tốt đó, có thể là đẹp đó, nhưng mà có thể không phù hợp. Thì trong cái giai đoạn mà khi mà hai người sống chung với nhau, thường em nghĩ là chắc phải trên 6 tháng, trên 1 năm thì mới có thể biết được về tính cách cũng như là về cái thói quen, về nếp sống của nhau như thế nào. Ví dụ như là hai người yêu nhau, lúc nào gặp nhau cũng là lúc mà trai xinh, gái đẹp, cô thì make up, anh thì ăn diện chỉn chu, nhưng mà có khi về nhà họ là một người khác. Rồi cái cách mà họ giải quyết khi mà họ mệt mỏi là như thế nào? Tại vì khi mà hai vợ chồng lấy nhau, chị cũng biết rồi, nếu mà có con nhỏ nữa, đầu bù tóc rối, mệt mỏi, thức đêm, thì khi đó đối phương sẽ phản ứng như thế nào? Thì là những cái mà nó rất là khó, nếu như mà chỉ yêu nhau rồi cưới nhau về mới thấy được. Còn khi mà sống chung, ví dụ 6 tháng 1 năm, mình đã có thể gặp nhau những lúc mà công việc làm cho mình bị stress. Mình có thể gặp nhau những lúc mà mình đã quá mệt mỏi ở bên ngoài rồi, mình mang cái gì về nhà. Thì khi đó là lúc mà hai người có thể nhìn lại và có thể xem là mình có thể chia sẻ với đối tác được hay không. Do vậy em thì là một người ủng hộ việc sống chung trước hôn nhân, chỉ với một điều kiện, đó là họ phải thực sự, em nghĩ là nên đủ chín chắn và đã đi làm. Còn nếu mà các bạn sống chung chỉ để tiết kiệm tiền phòng trọ hay là để đỡ cảm thấy cô đơn, thì em nghĩ là lúc đó các bạn chưa sẵn sàng để nên sống chung. Hôm nay thì Hương Giang cũng đề cập đến cái quan niệm là sống chung trước hôn nhân. Đây cũng là một cái câu chuyện, những cái vấn đề mà rất là nhiều những cái bạn trẻ hiện nay quan tâm. Và đôi khi nó sẽ gặp một cái luồng dư luận khác, đó là chính là những cái bậc phụ huynh của chúng ta, những cái bố mẹ của chúng ta. Thì đôi khi á, người lớn tuổi
Và rõ ràng là với cái quan điểm trước đây thì cái suy nghĩ nó sẽ khác bây giờ rất là nhiều. Thì chắc chắn là nếu mà con trai thì nó đỡ lo hơn, nhưng con gái thì sẽ rất là lo. Và chưa kể là nếu như mà hai người lấy nhau sau đấy thì không sao, nhưng giả sử như chẳng may mà phải chia tay thì người thiệt thòi luôn luôn là người phụ nữ. Vậy thì lúc cái thời điểm mà em quyết định sống chung trước hôn nhân như vậy thì lúc cái phản ứng của bố mẹ em như thế nào? Có ủng hộ, đồng tình không? Em lúc đó thì em không hỏi mẹ em, tại vì thực sự từ trước đến giờ em vẫn quyết định cuộc sống riêng của mình, mà em rất là ít khi hỏi ý kiến của mẹ. Nhưng mà mẹ em có lo không thì em nghĩ là chắc chắn sẽ lo. Thấy con mình sống chung với một người khác chắc chắn là mẹ sẽ lo. Nhưng mà với việc mà mẹ em tiếp xúc với chồng em hiện tại thì mẹ em cũng có thể thấy tin tưởng vào nhân cách của anh ấy. Và với việc mà em tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình thì em nghĩ là mẹ em cũng không quá lo nếu như mà đó không phải là một người mà em kết hôn. Còn nếu như mà em đã lựa chọn sau khi sống chung mà mình thấy không hợp và mình chia tay thì em nghĩ đấy là một điều nên mừng. Tại vì mình đã không bước vào một cuộc hôn nhân khi mà mình chưa biết nó như thế nào. Nếu như lúc đó mà em e ngại và em nghĩ rằng là thôi phải kết hôn rồi mới được sống chung với nhau. Tới lúc khi sống chung nó xảy ra những cái bất hòa trong cuộc sống và phải chia tay. Dù là khi đã có con hay chưa có con thì nó cũng sẽ là một cái niềm đau với người phụ nữ. Em nói là giấu mẹ không nói cho mẹ biết. Em không giấu. Tức là em không hỏi ý kiến mẹ em về việc đó. Nhưng mà sau đấy thì mẹ biết. Dạ. Và khi mà mẹ biết thì mẹ cũng có phản ứng gì không hay là kệ thôi? Thực ra khi mà tụi em mới quen nhau thì cũng đã đưa về để ra mắt mẹ rồi. Và mẹ em cũng cảm thấy yên tâm với bạn trai em thời điểm đó. Cho nên mẹ cũng không phản đối. Có thể em may mắn vì mẹ em là một người rất là cởi mở. Và mẹ tin vào cái quyết định của em. Chị nghĩ là bây giờ sẽ có một cái để cho em có thể chia sẻ được. Và chị hy vọng là nó sẽ linh ứng. Một năm sau khi chúng ta mở ra biết đâu những điều đấy sẽ trở thành hiện thực. Đây là cuốn Nhật ký Phụ nữ quyền năng. Và khi mà mỗi một nhân vật đến tham gia chương trình thì họ đều luôn luôn ghi vào trong cái cuốn nhật ký này giấc mơ, hoài bão, ấp ủ hay là bất kỳ một cái điều gì mà em muốn gửi gắm. Thì chị cũng rất là mong là Hương Giang hãy viết những cái điều mà em đang ấp ủ hiện nay vào trong cái cuốn nhật ký này. Và khi một năm nữa khi mà chúng ta diễn ra gala tôn vinh phụ nữ quyền năng thì mở ra biết đâu lúc đó điều ước sẽ trở thành hiện thực. Em cũng hy vọng thế. Mời em. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, những chia sẻ, những cái câu chuyện rất là thú vị của Hoa hậu Hương Giang để phần nào hiểu hơn về con người của cô ấy. Và một lần nữa thì Mai Thu Huyền cũng sẽ thay mặt cho ekip cảm ơn Hương Giang đã đến tham dự với chương trình Phụ nữ quyền năng ngày hôm nay. Cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Rất mong sẽ được gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Khán giả theo dõi chương trình tham gia bình chọn nhân vật phụ nữ quyền năng được yêu thích nhất sẽ có cơ hội nhận được quà tặng, đó là tinh chất nọc ong Hale Mali, sự kết hợp giữa các thành phần thiên nhiên như nọc ong, vitamin C, E cùng vàng 24K giúp tái tạo làn da chuyên sâu, không gây đầu đớn, không bong tróc, đến từ thương hiệu Hale Mali. Quý vị khán giả vui lòng truy cập vào fanpage của chương trình theo địa chỉ www.facebook.com/phụ nữ quyền năng vn và bình chọn cho nhân vật mình yêu thích theo cú pháp BNQN khoảng cách, mã số nhân vật, khoảng cách, số người bình chọn giống bạn. Chúc các bạn may mắn! Trong tập tiếp theo của chương trình Phụ nữ quyền năng, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả một người phụ nữ đặc biệt. Cô được mọi người ưu ái gọi với cái tên Hoa hồng quyền lực. Người phụ nữ Việt Nam tài năng từng lọt top 10 sinh viên giỏi nhất nước Mỹ, nữ doanh nhân Đường Thu Hương. Để mà được một thành quả, nhìn vào cái thành quả thì rất là đẹp, nhưng mà cả một cái quá trình đó là sự phấn đấu, có những cái thử thách mà đôi lúc mình tưởng như là gục ngã rồi. Rất mong quý vị khán giả chú ý đón xem.